Anh còn một cái trò chơi nhỏ nữa, thử thách nhỏ dành cho em. Thì cái này nó cũng đơn giản thôi, đó là anh sẽ đưa cho em coi cái một cái hình, nó chỉ có một cái bộ phận trên mặt của cái người nghệ sĩ đó. Và em sẽ đoán đó là ai. Chị nói quá đơn giản. Quá đơn giản đúng không? Bây giờ đó, cái hình đầu tiên nè. Là nữ. Trời ơi, từ này suy nghĩ sao khó ta, hình như là chưa gặp bao giờ đó. Chưa gặp bao giờ. Mà hơi mình thấy vẻ hơi mờ nha. Ờ, hình này thì hơi mờ. Mờ mới khó chứ rõ quá thì biết chứ. Hay dồi, nhìn con mắt giống. Thúy Ngân. Thúy Ngân hả? Nhìn con mắt nó giống lắm nha. Sai em ạ. Sai hả? Sai. Ai vậy anh? Đây là Lương Thùy Linh. À, hoa hậu Lương Thùy Linh hả? Ờ. Đó, người ta nổi tiếng vậy mà em. Một số bộ phận là hơi khó á. Yeah. Khó không? Không sao, mình cố gắng. Rồi, hình giờ, sau. Giờ hình sau nè. Lương Thùy Linh nè. À. Giờ hình sau nè. Hình kia, đó, hình cái miệng. Hình như là anh nhìn thấy nó dễ á. Khó sao à? Mình biết cũng nhiều lắm mà sao mình lên có thử thách chứ rồi mình quên hết rồi đó. Anh gợi ý cho em nè. Đây là một, cũng là một hoa hậu luôn. Hoa hậu à? Đúng. Mà mới đây chắc luôn. Nhưng mà cái miệng này chỉ có một người thôi chứ. Đúng rồi, chỉ có một người nhưng mà em thấy cái này nó hiện đại nhất. Vậy hả? Kiểu là... Ông Khánh Vân thì như cười tươi lắm. Cười kiểu như là cái hàm dưới này. Thấy luôn cả hàm dưới cơ. Thấy luôn hàm dưới là cười vậy à? Thấy luôn cái răng ở dưới này nè. Thôi mình chỉ còn cách là mình đó. Khánh Vân này. Khánh Vân hả? Đúng rồi đó em. Đúng không? Khánh Vân không muốn cười. Thấy hết cái hàm dưới. Đúng không? Phải Khánh Vân không? Khánh Vân. Đúng không? Nhưng mà em gửi ý rồi, coi như em sai nha em. Em gửi cho em rồi. Rồi, hình tiếp theo. À, tôi đang hình này. Cái trán thôi. Trán với cái tóc thôi. Chứ giống anh lắm nha. Nhưng anh có một lần anh để ra cái tóc này nè. Rồi xem lại. Đó, hình như là nè, chị Nguyễn Vinh nè. Đúng luôn em. Hay vậy trời. Không, em nhớ anh có một lần anh để cái tóc này mà. Ghê vậy. Rồi, anh đây. À, bạn của em luôn, Jack đó. Jack, đúng luôn em. Nhìn quả tóc là đóng trong MV đom đóm. À, dữ luôn, thuộc luôn. Được luôn. Bạn mình mà mình không thuộc là nó giận mình luôn. Giận luôn á. Ok, nói chung là 2 trên 4. Đúng một không? Nữa. Một nữa. Là coi như em tặng 2 cái áo thôi, có 2 chữ ký. Được không? Quá đơn giản. Quá đơn giản luôn. Anh coi em đá trên TV nhiều rồi. Chưa có dịp nào mà anh coi em ở bên ngoài hết trơn á. Lần này anh muốn tận mắt chứng kiến. Bây giờ như vậy, em thấy ba cái màu cam đó không? Ba cái banh, ba phát mà em sút được đụng rớt hết ba cái đó, anh sẽ tặng em một món quà rất là lớn. Đây, đó là món quà. Cái váy. Cái váy. Ừ. Váy. Nếu như mà em đá được hết 3 cái, anh sẽ mặc cái váy này. Anh nhảy một vũ điệu TikTok. Thì nếu như em đá trật 1 trong 3 cái, em sẽ là người mặc TikTok. Dám chơi không? Chơi luôn. Mà mới đi chơi mà chơi hết mình. Ok. Rồi. Mời. Rồi, lần này không có hơi được đâu nha.
hết cơ hội đầu tư. Ok, chúc mừng người anh em đã xuất sắc được 2 trái, nhưng mà chúng tôi yêu cầu tới 3 trái. Và đây là món quà của chương trình. Mang vô luôn hả? Đây tôi Nguyễn Tiến Linh chấp nhận thử thách của Okelese. Hey, quá sợ luôn à. Tình giống như sóng biển tông hồi đại như son. Anh sẽ đưa mình em đến đường ngày thương. Anh sẽ có bài hãy thương. Hãy sẵn chút trong mặt quá.